Vâng, lại là em Huấn Phạm đây, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam các bác nhá. Đó, rất vui trân trọng cảm ơn quý bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng của bên em. Đó, hôm nay thì bên em lại lên sương sương một số các mặt hàng bên em thanh lý để gửi tới quý cô bác anh chị. Giá thì xả kho sập sàn cho các bác luôn. Đó thì em sẽ có những cái video ngắn là chuyên hàng thanh lý để gửi tới quý cô bác anh chị các bạn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em sẽ đi vào chi tiết luôn. Vâng, đây là các cái số hotline của bên em đây các bác nhé. Đó, các bác có thể liên hệ này. Sản phẩm đầu tiên thì em lên cho các bác trong ngày hôm nay, đó là cái bộ bấm móng tay. Bộ này bên em ký hiệu nó là bộ M1, lấy cho anh ký bút. Bộ M1 bên em đang bán với cái giá là 130.000. Hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 100k các bác nhá. 100k, nếu các bác lấy từ 2 bộ trở lên thì bên em sẽ bao ship. Các bác lên mã cho em là bộ bấm móng tay M1 các bác nhá. Đấy, hàng rất là đẹp luôn. Bộ này thì bên em đang bán là 130k, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 100k. Đấy, các bác lấy từ 2 bộ trở lên là bên em sẽ bao ship luôn. Đó, 2 bộ là 200.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Ở đây thì nó có bao gồm các chi tiết là 3 cái cắt móng tay này. Đấy, 3 cái cắt thì bao gồm có một cái cắt khóe này. Đấy, tức là nó hình chéo như này. Và hai cái cắt, một cái dài, một cái dài, một cái ngắn. Rồi cái kéo tỉa lông mũi này, kìm cắt da chết này, đấy, và các cái sản phẩm nữa để đi kèm để các bác lấy ấy này. Đấy, các bác lấy các cái đầu gọi là lấy dái tai này, nặn mụn này, rồi nhíp rổ này, đa di năng luôn. Đó. Con này thì bên em đang bán là 130.000. Hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 100k. Bộ bấm móng tay mà 100k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bút thông mạch này, hàng của thương hiệu Fukuoka, hàng nội địa Nhật các bác nhá. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì bên em đang bán với cái giá là 110k. Đấy. 110k các bác nhá. 110k một con này. Đó, 110k cái bút thông mạch này. Đấy, cái này thì các bác lấy từ 2 cái bút trở lên, bên em cũng sẽ bao ship. Đây, rất là ngon luôn các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy. Ví dụ như là các bác muốn thử xem cái dây nó có bị đứt hay không thì các bác đấu vào như này là đấy, thử vào đầu dây như này. Đấy, là dây nó thông hay không là các bác sẽ biết ngay. Đấu vòng tròn vào là sẽ biết các bác nhá. Đó. Bút thông mạch, hàng của Nhật các bác nhá. Đấy. Thì khi các bác thử nếu mà điện xanh thì nó sẽ như này. Còn nếu mà điện dương thì nó sẽ lên cả đèn đỏ các bác nhá. Đó. Thì bút thông mạch này thì bên em đang bán với cái giá là 110k, 110k một con này các bác nhá. Đó. 110k. Đấy, 110k một cái này các bác nhá. 110k một cái bút thông mạch này. Đó, 110k. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân treo điện tử các bác này. Đấy. Cân treo điện tử hàng bãi nội địa Nhật các bác nhá. Đấy. Nó sử dụng pin. Con này thì sử dụng là từ số nhỏ nhất đến 50 kg, tức là cân của nó là tổng 50 kg. Các bác lên mã cho em là cân treo điện tử các bác nhá. Đó. Cái này. Đây, các bác lắp pin thì lắp đúng chiều cho em. Cái chiều bên bằng này là về cái phần lò xo các bác nhá. Bên bằng này là về phần lò xo giúp cho em. Đó. Cân treo điện tử các bác nhá. Đó. Thì con này cân rất là ngon luôn, nó có thể cân được tới 50 kg. Tay xách tay giếc cực kỳ là chắc luôn. Lưu ý các bác khi các bác cân ấy thì các bác cho em cái phần thông số của nó. Đây là bật lên và tắt đi này, bật lên này. Đấy. Tắt đi này các bác nhá. Đó. Đấy, và khi dùng thì các bác để ý cho em. Đấy, cho nó về cái phần kg các bác nhá. Đó. Đây, các bác ấn cái phần bên tay phải này. Toàn bộ là số 0 hết là được các bác này. Đấy, toàn bộ là số 0 hết là được các bác nhá. Cho nó phải về phần kg giúp cho em. Đây. Ở trên màn hình nó có chữ kg bé đây này. Đấy. Ở góc bên phải này. Các bác cho về kg giúp cho em. Đấy. Thì đây, em sẽ cân cho bác cái sản phẩm đầu tiên đó là cái kéo cắt tôn này. Đấy. Con này là đây, kéo cắt tôn này. Con này 5 lạng tròn các bác nhá. Đấy. Đây, 5 lạng 5 hoa các bác này. Đấy. Thì nó có nhớ luôn, nó nhớ cho các bác luôn. Cái này các bác dùng để đi câu này, đi câu ban đêm rất là tuyệt vời luôn. Ví dụ muốn cân thử xem con cá này mình câu được là bao nhiêu kg, có luôn. Xách lên cái là xong, không cần phải đèn đóm gì. Đấy, điện tử báo luôn, rất là tiện các bác nhá. Đó. Con này nó có thể cân được với cái mức cân của nó là lên tới 50 cân. Đấy, cho nên là những cái hàng nặng hàng nhất là cân thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, đây em sẽ cân thử cho các bác cái cuộn dây điện 30m của bên em này. Đây. Đấy, để em tắt đi xong em bật lên này. Và nó về mò này. Đây. Cuộn dây điện 30m các bác này. Đấy.
Đây em sẽ cân cái cuộn dây điện 30 mét cho các xem nhé. Đó. Xem cái cuộn dây 30 mét này nó sẽ là nặng bao nhiêu các bác nhá. Đó, đây. Cuộn dây điện 30 mét các bác này. Đấy. Cuộn dây điện 30 mét này cân nặng của nó là 3,68 các bác này. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đấy, đây. 3,68 các bác này. Đấy, tức là 3 cân 6. 3 cân 68 là gần 3 cân 7 các bác nhá. Đấy. Cuộn dây đây, đấy các bác quan sát số của nó này. Đấy. Đây. Đấy, đây các bác quan sát này, đấy. 3 cân 68 này, đấy là vào 3 cân 7 cái cuộn dây điện này. Dùng xong thì các bác tắt đi như này là xong, bật lên này. Đấy, tắt đi này. Đấy các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Còn cân cân điện tử này thì hôm nay bên em sẽ bán cho các bác là 150k, 150k các bác nhá. Đó, 150k. Đấy, 150k. Bao ship cho bác luôn, 150k bao ship các bác nhá. Đó. Cân treo điện tử này. 150k bao ship các bác nhá. Đấy, riêng hôm nay thì cái video này là bên em sẽ thanh lý bao ship cho bác luôn, 150k bao ship. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mài dao ba khe. Con này các bác dùng để mài dao rất là tiện luôn. Đó, dùng để mài dao rất là tiện luôn. Thì đây, rất là đơn giản các bác nhá. Đó, rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác đưa con dao vào, các bác kéo như này cho em. Đấy, kéo như này cho em. Đấy, con này thì hàng nội địa Nhật các bác này. Đấy, made in Japan các bác này. Made in Japan đây. Con này thì bên em đang bán là 220k. 220k các bác nhá. Đấy, nếu các bác lấy nguyên cái này không, hôm nay bên em sẽ bao ship 220k bao ship các bác nhá. Đó. 220k bao ship. Mài dao ba khe, thanh lý nốt cho các bác 220k bao ship các bác nhá. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn. Em sẽ mài thử cho các bác xem nhá. Đấy, đây là cái con dao của em này, đây. Đấy, các bác về các bác cứ kéo như này cho em. Đấy, kéo như này cho em. Đấy. Chúng ta đặt lên bàn bếp thì mình kéo nó vững chãi hơn. Đó, cứ kéo này cho em. Kéo từ tay trái sang tay phải. Mỗi cái này chúng ta làm khoảng 3 đến 4 lần một cái các bác nhá. Đấy, 3 đến 4 lần một cái là dao sẽ sắc luôn các bác nhá. Đấy. Dao sẽ sắc luôn, rất là tiện các bác này. Dễ sử dụng này, dao sắc bén luôn. Các bác lên mã cho em là mài dao ba khe. Mài dao ba khe các bác nhá. 220.000 bao ship. Đấy, em đang bán là 230, hôm nay em sẽ xả kho thanh lý cho các bác 220k bao ship mài dao ba khe các bác nhá. Đấy, hàng made in Japan các bác này. Đấy. Mài dao ba khe 220k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác con dao đây. Đấy, con dao của thương hiệu Sato Japan. Đây, thương hiệu Sato Japan này. Hàng cực kỳ là chất luôn. Đó. Dao của hãng Sato Japan. Đây, hàng sắc siêu sắc bén như nước luôn. Đó. Con này thì bên em đang bán với cái giá là bên em ký hiệu con này là con bầu này là con S2 à? Đúng không? Con này bên em ký hiệu hả? Con này bên em ký hiệu nó là S2 các bác nhá. S2 và bên em đang bán với cái giá là 200, con này là 240 à? Đang bán 240, hôm nay bên em sẽ bán cho các bác là 220k. 220k và cũng bao ship luôn các bác nhá. Đó, bao ship luôn. Đấy, xả kho thanh lý nốt cho các bác luôn. Còn mấy con nữa. Đấy, còn 5 6 con nữa. 220k bao ship các bác nhá. Đó. 220k bao ship đây. Em sẽ test sản phẩm cho các bác xem. Hàng của thương hiệu Sato Japan các bác này. Đấy, rất là chất luôn các bác nhá. Đấy, Sato Japan. Các bác trông thấy chưa? Đó đây. Em sẽ test cắt thử sản phẩm cho các bác xem và em test trực tiếp cái giấy bóng bọc của nó luôn. Một cái giấy bóng siêu mỏng này, các bác thấy không? Đó. Và nó cũng cắt rất là ngon luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy, cắt đứt cái dây bóng luôn. Đây các bác nhá. Cắt rất là ngon luôn các bác này. Đó. Các bác thấy không? Cắt đứt rất là ngon luôn. Đấy. Thì con này thì bên em đang bán thanh lý xả kho cho các bác luôn. 220k bao ship các bác nhá. Dao của thương hiệu Sato Japan sắc như nước luôn các bác nhá. Sắc như nước luôn, giấy bóng mỏng tèo vẫn cắt đứt được hết luôn. Đấy, rất là ngon. Đây các bác nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là Sato Japan 200S2 220k bao ship. Dao thì lưỡi này dài là, rộng là 4 phân rưỡi, tổng thể chiều dài của dao là khoảng 31-32 cm, đựng trong hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, rất là sang xịn mịn luôn, của thương hiệu Sato Japan có nhá. Đấy, thương hiệu Sato Japan đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm tiếp theo, đó là cái khò ga. Thì bên em đang có 2 mẫu, đều là hàng nội địa Nhật hết các bác nhá. Đó. Thì cái con màu trắng này bên em bán cho các bác là 100k một con các bác nhá, 100k một con. Đó. Còn cái con màu này là con khò, các bác lên cho em là khò trắng này. Còn con này thì lên cho em là khò đại các bác nhá. Khò đại.
con kho đại này thì bên em đang bán là 170k các bác nhá, 170k. Đấy các bác mua 2 con trở lên là bên em sẽ miễn ship. 2 con trở lên là bên em sẽ miễn ship, bình thường là 400.000 bên em sẽ miễn ship, nhưng mà riêng video này ấy, thì các bác cứ mua từ 2 sản phẩm trở lên. Còn cái nào là em ghi là một sản phẩm, ví dụ như con dao hoặc là cái liếc kia, cái mài dao kia. Đấy thì bên em sẽ miễn ship, thì tùy theo sản phẩm các bác nhá. Đấy con này là 100k này. Đấy, hàng made in Japan các bác này. Đó, con này 100k. Còn con này 170k các bác nhá, 170k. Đó. Sản phẩm cuối cùng em lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái cưa lách này. Đấy, một cái cưa lách hàng của nội địa Nhật. Đấy, hàng nội địa Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đó. Con này thì bên em đang bán cho các bác với cái giá là 150k. Đó. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 130k. 130k nếu bác nào lấy từ 2 con trở lên bên em sẽ bao ship. Đó, cái này thì lấy từ 2 con trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đó. Thanh lý cho các bác 130k. Phần lưỡi này của nó dài là 21 cm. Lưỡi là lưỡi kép, cưa cực kỳ là ngon luôn. Đó, cưa cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Đây là một cái thanh gỗ lim các bác nhá. Đấy, một cái thanh gỗ lim. Em sẽ cưa test thử sản phẩm cho các bác xem để các bác biết được cái con này nó sẽ sắc như thế nào. Đấy, các bác nhá. Đấy. Em sẽ giẫm chân lên cái này. Cưa cho các bác xem. Đấy các bác nhá. Đây. Đây, các bác trông chưa? Các bác thấy không? Đứt luôn. Thành gỗ lim các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa? Đấy. Khủng khiếp chưa? Rất là ngon, sắc bén các bác nhá. Đấy. Một cái thanh gỗ lim như này cưa phẳng lì luôn, các bác thấy không? Chỉ trong vòng có 2-3 giây thôi là em đã thiến đứt cái thanh gỗ lim này rồi. Các bác thấy chất lượng của cưa chưa ạ? Đó, khỏi phải bàn luôn các bác nhé. Đó, thì các bác lên cho em là cưa lách. Giá em bán là 130.000. Rồi, xin chào, hẹn lại quý bác, anh chị vào video lần sau. Xin cảm ơn.